ra thì với Hải Băng á, thì quý vị khán giả cũng biết rất là nhiều về cô ấy rồi. Nhưng mà Lan vẫn mong là một lần nữa Hải Băng sẽ giới thiệu một chút xíu gì đó về mình. Bởi vì đây là lần đầu tiên Hải Băng xuất hiện ở chương trình chat với mẹ Bỉm Sữa. Xin chào các bạn Bỉm. Mình là Hải Băng. Nghề nghiệp trước đây của mình là ca sĩ. Và hiện tại thì mình cũng chỉ là một mẹ Bỉm ở nhà chăm con và kinh doanh tại nhà thôi ạ. Nhân đây thì Hải Băng có thể chia sẻ lần đầu tiên khi mà Hải Băng biết tin mình có bầu này nó như thế nào? Thật ra thì lần đầu tiên mà mang thai thì đó là nằm trong cái kế hoạch của em. Nhưng mà cái công việc giống như là mình đi hát này, rồi lúc đó là em cũng đang tham gia một bộ phim. Thế nên là khi mà bắt đầu biết được tin mang thai là vừa mừng. Tại vì đây cũng là giống như là sao ta? Nó đúng với lộ trình đúng không? Đúng như là cái dự định mà mình mong muốn nhưng mà nó lại sớm quá. Thì cũng hơi bối rối. Em phải cố gắng sắp xếp là khi mà biết tin mang thai là em đã kết thúc cái lịch làm việc. Em nhớ là đến tháng thứ tư mang thai em vẫn phải đứng trên sân khấu để hát và nhảy. Ôi. Nhưng mà lúc đó là mình biết chưa? Mình biết mình biết mang rồi. Thai, biết lúc rồi. Lúc mà em biết em mang thai là lúc đó là được 2 tháng. Và 2 tháng tiếp theo là em phải hoàn thành hết bộ phim. Chị thì cũng giống như em, là tại vì khi mà mình chuẩn bị cho đứa con đầu lòng á là mình chuẩn bị rất là kỹ. Mà mình vẫn không biết mình có thai. Đúng rồi, nhưng mà vẫn không biết mình có thai. Ông xã em là người biết em mang thai. Gì sai chứ trái không gì phải là em. Tại vì á cái chu kỳ kinh nguyệt của chị thì thời điểm đó nó không có đều. Mình bị buồn ngủ, đó là dấu hiệu của có bầu mà mình không biết nè. Hơi riêng tư một chút xíu, đó là lúc đó là mình thay đồ để chuẩn bị đi quay á, thì anh Bình anh cứ nhìn rồi anh nói: "Nhìn cái ngực này á là có bầu nè." Trời ơi Bình ơi, sao em làm vậy Bình? Em không biết là làm sao mà anh lại có cái kinh nghiệm đó. Chị nghĩ là những cái bạn nhỏ ở trong bụng của những người nghệ sĩ mà chạy show nhiều á, làm như các bạn biết hay sao á, các bạn không có quậy. Đúng rồi. Trời ơi, em có bầu em khỏe vô cùng, không có bị nghén, không có bị gì hết trơn luôn, nên không có biết. Ví dụ như người ta mới cấm bầu. Em không có nghén, nghén gì hết. Có cái cản trở gì của cái việc là mình mang bạn ấy ở trong bụng, nó diễn biến có cái gì đó mà mình cảm thấy cũng hay lo không? Em có nhiều cái trải nghiệm khi mà mang thai đó, tại vì em mang thai tới 3 lần. Đúng rồi. Anh nghĩ là lúc đầu bé đầu tiên là cũng giống như chị Lan vậy đó, rất là khỏe. Giống như là nhiều mẹ bầu nói là, có nhiều người nói là ủa sao thì như là bầu mấy tháng cuối á, là mấy mẹ sẽ ì ạch và rất là mệt. Còn không, em là kêu là rồi đến giờ đẻ rồi, băm 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 tắm rửa xong rồi đi vô, không nghĩ là có bầu. Tại vì có cảm giác mà đi họp vậy á. Trời ơi. Rất là điều này chứng tỏ một điều là Hải Băng trong cái lần mang thai đầu tiên là không có thay đổi về cân nặng nhiều lắm đúng không? Hay sao? Sao vậy? Sao ngày vậy? Em mắc cỡ quá, em lên tới 22 kg lần chị. Mà sao em đi mà đẻ không ai biết. Em đi vòng vòng, nó ý là em được khỏe, sức khỏe rất là tốt. Mẹ Bỉm Sữa, họ là ai? Họ chia sẻ điều gì? Có thể một ngày em uống tới 2-3 trái dừa luôn. Để cho bột ra. Dạ, đúng. Nếu như mà người khác mà là người mụ thì chắc chắn cái đường giao đầu tiên là sẽ đặt mua đầu em bé rồi. Nếu như có chuyện gì xảy ra, nói bác sĩ là giữ con chứ không có giữ mình. Phải kìm lại, không được đánh chồng, không được đánh chồng. Ghi hình tại bang California, Hoa Kỳ. Thông tin đăng ký gửi về Viber 0522961076, gmail anhnguyet.nguyenthi@mcv.com.vn. Thế thì mình trải qua 3 lần mang bầu như vậy á, thì cái quá trình mà mình sinh nở á, nó có những cái kỷ niệm như thế nào? Em thì bé đầu tiên mình cũng dự tính là mình sẽ sinh thường, nhưng mà em thì là bé đầu tiên là nó bị khô ối, phải mổ cấp cứu. Mổ cấp cứu trong hình như là 36 tuần là phải mổ rồi. Thế là 36 tuần mổ bé đầu tiên. Rồi bé thứ hai thì em cũng dự định luôn là đẻ liền luôn. Rồi mình nghỉ. Được 9 tháng thì em thả bầu tiếp, thì là bắt đầu dính bé thứ hai. Bé thứ hai là cũng nằm trong kế hoạch luôn, nên mọi thứ rất là trôi chảy và cũng ổn. Bé thứ hai thì trộm vía. Bé thứ hai thì chắc là con trai, nó trộm vía hơn thì đẻ số ký nhiều hơn. Và cái tuần 2 á, em biết cách để mà ăn uống không có bị khô nước ối. Tới bé thứ 3 là mình phải làm rất là nghiêm trọng lên quý vị ơi. Bởi vì bé thứ 3 là một cái trường hợp mà rất là hy hữu. Bây giờ là Lan rất là muốn nghe Hải Băng chia sẻ nhiều hơn nữa về những cái cảm xúc của mình khi mà mình mang bầu bé thứ 3. Nói chung là bây giờ về nhắc lại cái cảm giác nó rất là kinh khủng. Bình thường là cấn thai cái là biết liền. Nhưng mà bây giờ là cái lần thứ 3 này là em cấn thai là em không biết. Tại vì vừa mới sinh xong. Được mấy tháng? Sinh xong 1 tháng mà em rất là khỏe nữa cơ. Em cực kỳ là khỏe. Mới vừa ra tháng cái là em đi chơi à. Và khi mà phát hiện là tại vì chưa quay lại chu kỳ kinh thì mới sinh xong, em cũng nói bác nghe tư vấn bác sĩ là nhiều mẹ đẻ xong á, nhiều khi đến 5 tháng, 8 tháng sau mới quay lại chu kỳ kinh. Thì em nghĩ là chắc là bản thân em cũng như vậy. Không nghĩ là vừa mới sinh xong 1 tháng thì hơi tế nhị một chút gì là không lẽ lần đầu tiên mà lại dính bầu. Cũng là chủ quan đúng không? Đó đúng là cái chủ quan. Khi mà em phát hiện là mang thai
là em thử que là em thấy có gạch, là bắt đầu tim đập loạn xạ hết cả lên rồi. Là đến ngày hôm sau chồng đưa đi khám và siêu âm, xong cái báo là có tim thai. Trời ơi, có tim thai là em nói em nổi da gà luôn. Mình nghe có thôi. Tim thai. Tức là mình nghe bác sĩ nói hay là mình cảm nhận được? Mình nghe bác sĩ nói thì mình mới biết được, chứ mình lúc đấy mình cũng chưa biết được. Ngay có tim thai một cái là trong đầu em đó là chết rồi, phải giữ rồi. Là 8 tuần rồi, thường có tim thai là 8 tuần. 8 tuần, dạ đúng rồi, 8 tuần. Như vậy thì rất là nguy hiểm. Dạ đó. Lúc đó là em đi khám là nguyên một cái bệnh viện luôn. Em khám một bác sĩ, xong rồi siêu âm, xong rồi thêm một bác sĩ hội chuẩn ở trong cái phòng siêu âm nữa, là em nói là em muốn giữ. Tại khi mà khám xong rồi quay lại nữa là ba bác đồng tiếng là nói là con không có để được. Tại vì bây giờ cái tử cung nó chưa có lành, cái vết mổ chưa có lành, chưa kể là cái vết mổ bây giờ là lúc đấy là 8 tuần thì cái chưa biết được là cái thai nó có đè lên cái vết mổ không. Nếu như mà tuần sau mà siêu âm mà cái thai nó đè lên vết mổ là buộc phải bỏ, mà nhiều khi bỏ như vậy phải cắt cả buồng trứng nữa. Đúng rồi. Ba bác sĩ hội chuẩn là không có ai cho em giữ hết. Thì lúc đấy là em không có biết, như là không biết vờ vập vào ai để mà kêu là tôi muốn giữ, bây giờ giúp tôi giữ đứa con này. Thì hôm đấy là may sao là cái bác mà mổ em bé trước đó, mà mổ bé thứ hai cho em á, là hôm đấy bác lại nghỉ. Mà em gọi cho bác lại không nghe máy nữa. Thế nên là em khám những bác ở trong bệnh viện thôi. Thì đưa cho em cái tờ giấy rồi cho em suy nghĩ là bỏ thai. Bắt em đọc và ký vô là trong cái quá trình mà bỏ lấy thai có thể lủng tử cung. Là có rất nhiều biến chứng, có rất là nhiều biến chứng, kể cả khi mà em bỏ thai á là rất là nhiều biến chứng. Thì em mới chụp cái đó em gửi cho chồng em nói thôi đừng làm, thôi bây giờ mẹ cứ bình tĩnh đi, suy nghĩ đi, quyết định sao thì vợ chồng mình cố gắng thôi, chứ nghe là có tim thai là muốn giữ con rồi mà không bác sĩ nào đồng ý hết. Thì em nói vậy thôi, để cho em đi về em suy nghĩ đã. Chứ em không có làm. Thế là may mắn sao mà trên đường em đi về á, em gọi lại cho hai bác kia. Thì bác nghe máy, bác nói là nãy giờ bác họp rồi, bây giờ quay lại bệnh viện đi bác khám cho. Thì bác khám cho em thì bác nói là hiện tại thì tử cung thì nó không có gì thay đổi hết. Bây giờ con muốn để đúng không? Ok, bây giờ con muốn để thì bây giờ bác giúp con. Vì bây giờ con bỏ cũng nguy cơ. Mà con giữ cũng nguy cơ. Con cứ để đi, có gì bác sẽ theo dõi cho con. Trời ơi, là xuống em mua thuốc bổ em về. Em thấy lúc đó là vui mừng á. Tự nhiên có một giống như là đang bao mình nhiêu vỡ người được cái phao. Đúng rồi. Bác đó là bác mổ bé thứ hai cho em luôn. Thì nói là giữ đi, có gì bác theo dõi. Xong rồi xuống nói với chồng, hai vợ chồng tự nhiên ngồi cảm giác rất là vui, giống như là tâm lý thoải mái. Tại vì lúc này em cũng luôn giữ cho là khi mà mang thai cứ làm gì làm, mình cứ ấy cho con mình trước đi, rồi tính gì tính, là xuống cứ vui mừng giống như là mình có chuẩn bị thêm một bé nữa. Bây giờ thì hai bạn có thể chia sẻ thêm một chút về cái quá trình mà mình nuôi dưỡng cái em bé thứ ba ở trong bụng á, nó khó khăn đến như thế nào? Cũng trộm vía bé thứ ba này thì nói chung là sức khỏe của em cũng ấy, nhưng mà bác sĩ cũng tư vấn với em là trong quá trình mang thai này thì không nên để tăng quá nhiều ký để tránh là bục rách vết mổ và cái nguy cơ vỡ tử cung sẽ có. Thế nên là mình hạn chế ăn tinh bột này, bác sĩ cũng đưa cho em rất là nhiều cái thực đơn để ăn. Bắt đầu những tháng cuối là bé cần bổ sung sữa và trứng gà thì em cũng có làm theo những cái thực đơn mà bác sĩ đưa ra. Bé thứ ba này là em trộm vía là em giữ được đến 37 tuần. Quá giỏi. 2 tháng cuối cùng là em không đi lại được tại vì đau. Và khi mà khám á, là những cái giống như là siêu âm á, thì những cái vết mổ ở bên trong bắt đầu thấy nó rạn ra đúng không? Đâu có, nó rách luôn hết rồi. Trời ơi. Nó rách hết luôn rồi. Và khi mà lên đến bàn mổ á, giống như là em biết được là bác hồi hộp thì bác nắm tay em là con yên tâm đi, mọi thứ sẽ ổn hết. Em cũng rất là may mắn là được gặp bác. Và cái thứ hai nữa là nếu như mà người khác mà là người mổ thì chắc chắn cái đường dao đầu tiên là sẽ rạch vô đầu em bé rồi. Có nghĩa tại là bác mới... Dạ, nó rách hết. Ở trong là rách hết, chỉ còn dính một miếng da đó bên ngoài thôi. Thì chưa có cái phòng mổ nào mà vui như cái phòng mổ mà cuối cùng của em ấy, tuyệt luôn á. Thì bình thường là trong cái phòng mổ thì chỉ có chừng 4 đến 5 bác sĩ, phòng em mười mấy bác luôn. Là nguyên một cái bệnh viện hôm đó là chỉ mổ cho nghề nghiệp á, một cái case một mình. Một ngày hôm đó là chỉ mổ duy nhất một ca của em, tất cả bác trưởng khoa các khoa đều tập trung vô hết để coi xem, giống như là lỡ giống như là ngân hàng máu cũng chữ máu luôn, là có nghĩa là cái xác suất là rất là cao là chữ hết đầy đủ hết cho em, là cho dù bất cứ cái gì thì cũng sẽ có bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ chuyên môn để mà làm những cái vấn đề mà có gặp trở ngại cái biến chứng. Trong cái quá trình mà mổ á, nó bị dính nhiều quá thì cái thời gian lấy thai ra lâu quá, mà lấy nhanh thì mổ bác sĩ mà làm nhanh á thì sợ đụng mấy cái kia của em là sẽ mẹ sẽ nguy hiểm. Thế nên là bác làm rất là tỉ mỉ, thế là lâu, nhóc nằm ở trong tới 40 phút
nó bị ngộp á. Xong lúc mà bác đưa ra là gấp lấy ra không được nữa cơ. Rạch ra là thấy ổng rồi mà không có lấy ổng ra được. Bác lấy cái gấp á. Trời ơi, phải công nhận nó dính. Bây giờ nó cái thẹo trên đầu. Trời ơi. Thường dạ, nó không, nó chỉ sứt xíu da thôi. Thế là lấy được ra là người tím ngắt, phải nằm dưỡng nhi 2 ngày. Tới đây thì tôi chỉ muốn chốt lại một câu rất cũ của ông bà thôi. Đi sinh là một chân bước vào ải môn quan. Đúng rồi. Chị hỏi thiệt là ông chồng em không có thấy sau mọi chuyện thì mọi thứ đều quá nguy hiểm không? Chồng em là thật sự anh sợ. Sợ anh nói không? Là lần thứ hai thì tại vì nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng, lần thứ ba bắt đầu anh ấy vào tận nơi và anh ấy nằm, anh ấy thấy được là em mệt như thế nào và bác sĩ phải nhồi vô trong cái ngực, cái bụng như thế nào để mà lấy con ra rồi con ra như nào. Sợ lắm, bây giờ sợ lắm. Bây giờ em nói ví dụ em nói là tại vì lần này xong thì em cái chồng em mà quyết định là em trong cái quá trình mà mổ lấy thai là em thắt buồng trứng luôn. Đó là một cái biện pháp mà an toàn nhất để mà ngừa thai. Vẫn có xác suất nha mọi người. Vẫn có xác suất. Thế nên là mọi người vẫn phải cẩn thận, tại vì bác sĩ nói là làm y khoa nhưng mà không có chắc chắn 100%, vẫn có 2%. Chồng em suốt ngày em trêu bây giờ ví dụ mà mẹ mà rơi vào 2% mà mẹ có bầu rồi sao ba? Tôi dọn về Đồng Tháp tôi ở luôn. Ông sợ. Sợ quá đúng không? Ông sợ hơn em nữa. Đó, thực ra là chúng ta phải có những cái cảnh tỉnh đủ lớn cho những người có liên quan. Đúng rồi. Chứ cái gì cũng trút lên một mình mẹ bỉm sữa thì các bạn sẽ bị quá tải. Thì đó là một cái lý do là các ba nên vào phòng đẻ cùng mẹ để thấy được là khi mà quá trình mang thai đã cực rồi, mình đẻ mình còn cực như thế nào nữa. 2 năm mổ 3 đứa là quá khủng khiếp, quá dễ sợ. Bây giờ chúng ta đến với cái phần mà gọi là phần thiêng liêng, đó là cái phần được chăm sóc các con. Để chia sẻ về bé đầu tiên, con đầu là một tay em chăm hết. Sau khi sinh bé đầu tiên là em bị cũng có bị stress, cũng có bị trầm cảm sau sinh. Rồi em còn có suy nghĩ là em sẽ bế con em đi một nơi thật xa để không cho ai đụng vô con em hết. Là em sợ mất con. Em có thuê bà vú mà em không cho bà vú đụng vô người con em. Em bị như vậy một quá trình thời gian rất là lâu, 5-6 tháng luôn á. Bắt đầu em mới bắt đầu thư giãn từ điều tiết lại. Thì tất cả quá trình mà chăm sóc bé Kem, bé đầu tiên á, là em một tay em làm hết. Ngủ con không được, ngồi khóc luôn. Đó, hầu như đây là một cái tâm lý chung của tất cả các bà mẹ mang thai lần đầu và có con lần đầu. Nhiều khi thấy cái màn bay cũng khóc nữa. Đây, ngồi nhìn thấy cái màn bay tuổi thân khóc, tuổi thân nước mắt trào liên tục. Mà không hiểu lý do tại sao đó. Trước khi mà sinh á, thì em cũng có tham khảo nhiều bài báo để mà cách chăm con như thế nào. Và em cũng muốn là con mình nó vào một cái nề nếp gì đó. Thì khi mà khóc á, bé sẽ có giai đoạn là khóc đòi ăn này, khóc ị, khóc bế. Thì trong cái quá trình mà chăm như vậy thì mình chưa biết nó rối loạn. Nên là khóc là em cứ để cho khóc, đói thì em cho ăn. Em không có cho bế. Thì sau 2 tháng em bị stress về tiếng khóc của con thì con em bắt đầu vào nề nếp khóc, ăn thôi cho ăn, ăn xong là lăn ra ngủ. Vậy thôi. Sau bé đầu tiên là em bị đau lưng. Bé thứ hai mẹ em nói là em cũng giữ mà em giữ ngày giữ đêm luôn, em quen rồi. Mà mẹ em nói là thôi bây giờ ban ngày giữ thôi, ban đêm là đưa qua đây cho mẹ với cả bà vú giữ, chứ bây giờ cái lưng đau như vậy rồi mà thêm này mới mổ rồi xong mổ tiếp như vậy nữa là chịu không nổi. Là mẹ em cũng đã cảnh báo em là đẻ đứa này thôi, bây giờ đủ nếp đủ tẻ rồi, thôi được rồi. Đùng cái đứa thứ ba. Rồi em không dám nói mẹ em luôn. Khi mà em chia sẻ cái status là bắt đầu mẹ mới lúc đó mẹ mới biết luôn á hả? Trời ơi. Bắt đầu lúc đó bà biết rồi, bắt đầu bà nội, bà ngoại. Bà nội thì ngại, không dám nói. Nhưng mà cứ là chỗ con ơi, con làm như vậy thì con khổ lắm rồi, con xong làm sao được. Trong tâm lý là ý mẹ cũng muốn là con ơi con phải giải quyết hoặc là con như này đi, mà mẹ không dám nói. Còn mẹ em dễ thương lắm. Con không được giữ. Mẹ em nói thẳng vậy luôn. Nhưng mà con nói là bác sĩ nói là được. Mẹ yên tâm. Sau đến cuối cùng mà khi sinh bé thứ ba này xong, chỗ thì bây giờ bà cứ ngồi suốt ngày ngồi ôm hôn hít là đó vậy ngày xưa mà ai kêu bỏ tôi. Tôi như vậy. Ngoài cái việc mà Lan rất là ngưỡng mộ Hải Băng ở cái việc mà giữ lại em bé thứ ba, thì còn một việc rất là ngưỡng mộ nữa, đó là một ngày quần quật với ba đứa trẻ mà Băng lại lấy lại vóc dáng rất là nhanh và luôn tươi phơi phới, lúc nào cũng tươi tắn, nhìn thấy là thấy một cái bầu trời đầy nắng rồi. Nên là không biết là cái bí quyết của mình như thế nào, mình chăm sóc cái sức khỏe của mình sau sinh như thế nào? Thì chăm sóc sức khỏe sau sinh thì cũng rất là may mắn, là tại vì mẹ được cái là khi mà sinh bé nào xong mẹ em cũng kế bên rồi ăn uống chồng nữa. Trời ơi, chồng em là mê nấu ăn, cái gì ông cho ăn ngập mặt suốt ngày à. Thì cũng tự bản thân mình là em hạn chế cái mức độ ăn lại và chăm con, là quần quật là tự nhiên là ấy, là tự nhiên giảm, tự nhiên là giảm. Vóc dáng thì lấy lại được rồi, nhưng cho hỏi thiệt á là trí tuệ á em cũng đang tính hỏi mệt lắm á. Em nói thiệt bây giờ ngồi đây nói thiệt may quá, chồng tên gì còn nhớ.
Hồi bà không biết chào hai đứa mình bằng tên gì luôn á. Không, thật sự nói là rất là đáng chí và quên nhanh lắm chị ơi. Được cái là rất là hay. Cái gì liên quan đến con là em nhớ nha. Giống như là đến tháng chích ngừa là em nhớ là đến ngày này đấy. Còn mà cái gì mà gì gì hoặc là công việc luôn á, nhiều khi công việc làm hàng ngày của em luôn á mà nói cái chân xong, ủa em giờ bây giờ sao, là cái gì em phải làm, cái gì tiếp, em không nhớ luôn. Phải hỏi lại nhân viên bắt đầu mới nhớ. May quá không phải một mình em bị như vậy. Tự nhiên thấy được đồng cảm quá. Dạ. Trời, đúng không? Triệu chứng của những bà mẹ bỉm. Cái sự sa sút trí tuệ là có sau sinh, nó được thừa nhận là một hội chứng mà. Dạ. Ok, người kế bên đi. Thực ra là con là cũng của chung mà. Hỏi thiệt luôn á, là trong lúc mà chăm con là em bực, là em bực vì con thôi, hay là có cái tật nào của ông chồng mà mình nhìn mình cũng quạo lắm không? Mà vốn dĩ lúc yêu á Lan không có nhìn ra, lúc yêu dễ thương. Dở lòi ra nhiều chưa? Dạ, tự nhiên không có nhiều con, lắm chị. Có nhiều chất lắm. Xúc tác. Nhiều chồng lắm em luôn. Có một cái mà bật kỳ ghê, cái đó là một cái tự nhiên ai cũng phải có hết mà chồng em sợ. Con ị một cái là chạy mất dép luôn. Có thể chơi với con, có thể chăm con, có thể cho con ăn, cho con ngủ. Trời, trừ chuyện đấy. Tốt rồi, em nói thiệt, vừa một cái em đang làm việc ở phòng kế bên bắt đầu con ị cái. Trời ơi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Cái gì em tưởng con té. Ị. Nhưng mà em phát hiện ra điều đó là ở bé thứ mấy? Bé thứ hai. Bé con gái thì tại vì con gái nên em cũng không có chạy để cho anh chăm nhiều. Bất đắc dĩ lắm thì mới làm. Còn nó không là đẩy cho người khác. Đến bây giờ vẫn còn. Vẫn còn. Bây giờ mình sẽ hỏi Băng thêm một cái vấn đề nữa, đó là cái sinh hoạt vợ chồng sau khi mà sinh em bé thì mình làm sao để mình vẫn giữ được cái lửa đó, nhưng mà mình lại phải kiên cử để mà mình tránh cái tình trạng là vỡ kế hoạch. Đây là mình tự suy nghĩ, bản thân mình suy nghĩ thôi nha, chứ không có bác sĩ hay là bất cứ ai nói hết. Là mình sinh mổ nó không có như là sinh thường, tại vì sinh thường xong mình cần phải thời gian rất là lâu, ít nhất là 3 tháng đến 4 tháng gì đó hoặc là 6 tháng gì đó để mà cho cái cơ thể của mình nó quay lại như bình thường. Còn đâu sinh mổ thì nó không có ảnh hưởng gì hết, nó chỉ là một cái vết mổ ở trên cái bụng thôi, không có ảnh hưởng gì hết. Thì đó là một cái mà sai, giống như là khi mà mình nghĩ là ok, thế mình bị chủ quan đúng, đúng không? Rồi mình mổ xong rồi mình đi lại bình thường, mình không có đau đớn gì nữa thì cái việc mà sinh hoạt vợ chồng là không có gì hết. Nhưng mà sau khi mà bị trộm bé thứ ba, bắt đầu bác sĩ mới nói mình là mình phải kỹ như nào. Và khi mà sinh xong mà mình lại quan hệ sớm như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều cái hại cho mẹ về sau. Đó là một cái mà chia sẻ và một cái tâm đắc mình trải nghiệm rồi, bắt đầu mình mới có kinh nghiệm để mà nói về cái việc giữ lửa hả. Lửa thì lúc nào cũng có, kể cả trong mà quá trình mang thai hay là không mang thai thì em nghĩ là em cũng không biết diễn tả như thế nào nhỉ. Lan nghĩ là như thế này nè, cái chuyện vợ chồng á, khi mà những cái gia đình mà có con rồi á thì dĩ nhiên đó là những cái chuyện rất là quan trọng và nó cũng là một cái phần để quyết định hạnh phúc hôn nhân gia đình. Nhưng mà khi mà mình sanh con xong á, cơ thể mình đôi khi nó sẽ rất là dễ mệt mỏi và thậm chí là có những bà mẹ là hầu như bị lãnh cảm với cái vấn đề đó luôn. Họ chỉ nghĩ tới con thôi, thì mình nên chia sẻ với chồng của mình về cái vấn đề tâm lý mình gặp phải ngày hôm nay. Ví dụ như mình có được cái sự đòi hỏi từ chồng thì Lan nghĩ là cái sự chia sẻ nó quan trọng nhất. Đúng rồi, đó em với cả ở nhà em với cả chồng em thì cũng thường xuyên nói chuyện với nhau, ông cũng rất là để ý. Khi mà thấy em mà thay đổi hoặc là khó chịu một cái gì đó thì cũng hỏi chuyện là vấn đề gì như thế nào. Thì hai vợ chồng cùng chia sẻ rồi cũng thủ thỉ với nhau. Đó cũng là một cái cách mà giữ lửa cho hai vợ chồng, là thường xuyên nói chuyện với nhau hoặc là cùng nhau nấu nướng, ăn uống. Cũng đó cũng là một cái cách mà giữ lửa yêu rất là tốt. Đúng rồi. Thực ra mình rất thích cái câu của Băng nãy, lửa thì lúc nào cũng có, nhưng mà chúng ta quạt lửa như thế nào trong từng giai đoạn là khác nhau. Như vậy thì lúc mà mình chưa có con thì ok, mình quạt theo kiểu khác. Nhưng có con rồi thì cái cách mà mình quạt lửa đó là cùng chăm con. Và cái quan trọng là nằm đây nè, tức là người ta có chịu ngồi giữ lửa với mình hay không. Đúng rồi. Và rõ ràng là Hải Băng có được cái điều đó tại thời điểm này là bạn đang rất là ổn, bởi vì cái người còn lại hợp tác. Đúng rồi. Cái quan trọng là cái lửa nó không thể có được nếu như chỉ có một bên nhen nhóm cho nó. Thì mình hy vọng là đó, với rất là nhiều những cái tâm sự mà nó như là rút rùa của những bà mẹ đã trải nghiệm thật sự, giúp tôi nói về câu chuyện của chính mình chứ không nói chuyện của ai cả, của lý thuyết, thì nó cũng mong rằng là ở nhiều phía, từ nhiều mối quan hệ, chúng ta sẽ lưu ý điều này để hỗ trợ cho các mẹ bỉm sữa. Và bây giờ thì chúng ta đã lắng nghe rất là nhiều chia sẻ từ Hải Băng rồi. Đây sẽ là cái phần quan trọng nhất mà bao giờ thì chat với mẹ bỉm sữa cũng gọi là cũng rất là mong muốn từ phía các bà mẹ bỉm sẽ chia sẻ, đó là mẹ bỉm sữa nhắn gửi. Camera của em ở đây. Cái điều đầu tiên mà Hải Băng muốn nhắn gửi là Hải Băng muốn nhắn gửi cho tất cả các mẹ bỉm. Nếu như mà mình đang mang thai ha,
cho dù là giống như Hải Băng gặp vào một cái trường hợp rất là khó khăn, nhưng mà khi mang thai mọi người hãy cố gắng là mình nghĩ cho con mình nghĩ cho bản thân mình hãy vui vẻ, mình hãy lạc quan, thì khi mà sinh bé ra bé sẽ vui vẻ và lạc quan hơn. Rồi thêm một cái nữa mà muốn nhắn gửi thì là Băng sẽ nhắn gửi cho chồng, đối tác chính. Mong rằng là thời gian sắp tới thì ba sẽ thân quen hơn với cái mùi hương của các con và có thể chia sẻ được hơn. Tại vì em rất là muốn là chồng em, hai bé sau là bé trai, khi mà ba làm những cái việc đó thì ba có thể thủ thỉ và giáo dục thêm cho bé về cái cơ thể của bé như thế nào. Còn mẹ thì mẹ không thể nào mà làm điều đó thay ba được. Thế nên là mẹ mong rằng là thời gian sắp tới các con trưởng thành thì ba sẽ là người phụ mẹ làm những việc đó để chia sẻ với các con. Thật là ngày hôm nay là một buổi trò chuyện rất là thú vị. Xin được cảm ơn Hải Băng rất là nhiều đã nhận lời tham gia vào chương trình. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.